Sáng nay, đoàn công tác Ban chỉ đạo bầu cử trưởng ấp khóm huyện Thoại Sơn kiểm tra giám sát công tác bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027 tại các xã Thoại Giang, Bình Thành và thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Qua buổi kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời đề nghị các địa phương tập trung rà soát các điểm bỏ phiếu, xem xét cách thức niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo khoa học. Bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề phát sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết ngày 25 tháng 9 là ngày bầu cử trưởng ấp khóm trên địa bàn huyện.